Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 12, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Phượng Đất Đỏ thăm và tặng quà các đơn vị phòng chống dịch Covid-19. Phương Trang bàn giao thêm 2 phương tiện 16 chỗ cho thị xã Phú Mỹ để phòng chống dịch. Giai đoạn 2021-2023, cần 2.400 tỷ đồng nâng cấp sân bay Côn Đảo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức họp báo công bố cưỡng chế tháo gỡ 46 công trình nhà ở xây dựng không phép trên địa bàn phường 11 và phường 12. Tại buổi họp báo, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, việc thực hiện cưỡng chế nhằm đảm bảo tính thực thi của pháp luật khi người vi phạm hành chính không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời khẳng định 46 công trình xây dựng không phép trên địa bàn phường 11 và phường 12 chưa phải là tất cả các công trình xây dựng không phép trên địa bàn thành phố hiện nay. Thế nhưng, Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định cưỡng chế vì đây là nhóm công trình mới xây dựng trong năm 2021, thời điểm mà đảng bộ chính quyền thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch. Thời gian thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 46 công trình nhà ở xây dựng không phép trên địa bàn phường 11 và phường 12 thành phố Vũng Tàu dự kiến sẽ diễn ra trung tuần tháng 12, trong đó 22 công trình ở phường 11, 24 công trình ở phường 12. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã giao cơ quan chức năng rà soát, tổ chức thành lập các đoàn thực hiện vận động lần cuối 46 công trình vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đất đai. Tuy nhiên, dù được vận động, nhưng chủ công trình vẫn chưa thực hiện tự nguyện tháo dỡ. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức cưỡng chế, đảm bảo an toàn về con người và phương tiện, vật dụng, tài sản trong quá trình tổ chức cưỡng chế. Họp báo công bố 46 công trình nhà ở bị cưỡng chế tháo dỡ. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã giải đáp những câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến nguyên nhân của việc xây dựng không phép, cơ sở pháp lý trong thực hiện cưỡng chế và hướng xử lý những người có trách nhiệm liên quan, các biện pháp nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng xây dựng không phép trên địa bàn thành phố thời gian tới. Thông tin tiếp theo ghi nhận tại Hội Đất Đỏ. Thưa quý vị, đoàn lãnh đạo Hội Đất Đỏ vừa đến thăm hỏi và động viên các cơ quan đơn vị đang tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Đoàn lãnh đạo Hội Đất Đỏ đã đến thăm lực lượng công an quân sự, trạm y tế các địa phương, thị trấn Phước Hải, xã Lộc An, xã Long Mỹ, xã Phước Hội, khu cách ly tập trung trường tiểu học Nguyễn Hùng Mạnh, xã Phước Hội và khách sạn Minh Đạm, thị trấn Phước Hải. Tại những nơi đến, lãnh đạo quyện đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận và cảm ơn những đóng góp hy sinh thầm lặng mà các cơ quan, đơn vị đã và đang thực hiện nhằm giúp quyện phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo quyện mong muốn cán bộ chiến sĩ, nhân viên các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm giúp địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Để động viên khích lệ tinh thần các đơn vị địa phương đến thăm, lãnh đạo Hội Đất Đỏ đã trao tặng mỗi nơi 2 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 của quyện. Thưa quý vị, gần 2 năm qua, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã điều động 236 công an chính quy về 47 trên 47 xã của tỉnh. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở từng bước được đẩy mạnh, việc xử lý tin báo tố giác tội phạm cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ ngày 1 tháng 12, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự chính thức có hiệu lực. Lực lượng công an xã cũng được tăng thêm một số thẩm quyền trong tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Quy định mới này càng giúp lực lượng công an thực thi trách nhiệm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở hiệu quả hơn. Ghi nhận tại huyện Châu Đức. Ngay khi nhận được thông báo tin tố giác tội phạm, lực lượng công an xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức đã lập tức xuống hiện trường, phối hợp cùng người dân giải quyết vụ việc nhanh chóng. Giả sử như có một chuyện gì xảy ra, bất kỳ chuyện về tội phạm, thì là mỗi lúc mà báo là lực lượng thì công an thôn là kết hợp công an xã xuống cấp thời. Không phải vụ việc nào lực lượng công an xã cũng có thể xử lý ngay khi có tin báo tố giác. Bởi trước đây, theo quy định tại thông tư liên tịch số 01/2017 về phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, nếu không trực tiếp bắt quả tang, công an xã chỉ có thể tiếp nhận tin báo tố giác và phải chuyển hồ sơ lên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện. Quy định trong thông tư 01 là chưa có phát huy cái vai trò
rồi chưa tận dụng được cái lực lượng công an xã trong cái việc mà thực hiện cái tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Vì trong cái thời gian ban đầu, nếu như có thời gian nó dài hơn một chút xíu nữa thì lực lượng công an xã sẽ giúp cho cơ quan điều tra cấp trên thực hiện một số bước điều tra ban đầu, rồi xác minh rồi xử lý cái nguồn tin. Cái chép đây thì quy định là trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì nếu như không phải ở những cái nơi mà xa xôi hẻo lánh thì 24 tiếng đồng hồ chúng tôi phải chuyển. Thì bây giờ thì những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, những vụ việc đã rõ, những vụ việc mà xã hội quan tâm thì chúng tôi cũng sẽ chuyển trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và những vụ việc khác thì có thể đến 7 ngày. Có thời gian để chúng tôi kiểm tra, xác minh và làm củng cố hồ sơ. Để tháo gỡ nút thắt trong xử lý tin tố giác tội phạm, theo quy định mới của Bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, từ ngày 1 tháng 12, công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, đồng thời chủ động kiểm tra, xác minh sơ bộ. Quy định mới này phát huy kịp thời và hiệu quả vai trò chính quy hóa ở cơ sở với lực lượng công an. Bộ Công an cũng đang tập huấn hướng dẫn nhằm triển khai kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho công an cấp xã, phường, thị trấn trên toàn quốc khi luật có hiệu lực thi hành. Với cái sự đổi mới, sửa đổi bổ sung của Bộ luật hình sự kịp thời, có quy định về cái giao cái thẩm quyền tiếp nhận giải quyết cái tin báo cho lực lượng công an cấp xã hiện nay, thì tôi cho rằng đây là một cái sửa đổi hết sức thuận lợi và có cái quy định cụ thể về cái quy trình tiếp nhận giải quyết của lực lượng công an xã, thì sẽ giúp cho cái cơ quan điều tra sẽ giảm tải trong việc là tiếp nhận xử lý các cái tin báo ngay từ ban đầu. Tăng thẩm quyền cho lực lượng công an xã theo quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được kỳ vọng sẽ kịp thời giảm tải lượng lớn công việc cho cơ quan điều tra công an cấp huyện trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cũng là giúp lực lượng công an làm tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân ngay từ cơ sở. Chuyển sang những thông tin ghi nhận từ thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, trong nỗ lực hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chống dịch, đại diện hãng xe Phương Trang Futa Busway tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tiếp tục bàn giao hai phương tiện 16 chỗ đã được cải tiến cho thị xã Phú Mỹ. Số ca F0 tiếp tục tăng nhanh trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, khiến cho công tác phòng chống dịch càng thêm áp lực. Trong những ngày gần đây, trung bình Phú Mỹ ghi nhận hơn 300 ca một ngày. Để điều chuyển F0, F1, thị xã Phú Mỹ hiện đang cần thêm phương tiện và lái xe. Và chia sẻ áp lực này, hãng xe Phương Trang Futa Busway tiếp tục tăng cường thêm 2 phương tiện 16 chỗ và 2 tài xế cho Phú Mỹ. Những cái chiếc xe này mình thứ nhất là mình để mình phục vụ chở các cái F0, chở các F0 khi mà phát hiện ở ngoài cộng đồng đó. Cái thứ hai nữa là phục vụ cho cái việc chuyển viện các cái F0. Rồi cái thứ ba nữa là chuyển viện từ các khu cách ly tập trung đó, nói chung là rất là nhiều. Mà đặc biệt trong thời gian này là cái dạng như là cách ly tại nhà đó, cái việc mà chuyển viện cho cái người ở các cái cộng đồng cũng rất là cần rất nhiều. Đến thời điểm này, Phương Trang đã hỗ trợ thị xã Phú Mỹ 4 xe 16 chỗ và 6 tài xế phục vụ điều chuyển F0 và yêu cầu cấp cứu của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ. Toàn bộ chi phí vận hành, phương tiện, nhiên liệu, con người phục vụ phòng chống dịch đều do Phương Trang tài trợ. Trên địa bàn chúng ta là trong một tháng gần đây thì xảy ra cái tình trạng F0 rất là cao, và đặc biệt là cái địa phận của thị xã Phú Mỹ. Thì trên cái tinh thần là cái thực hiện cái chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Group chúng ta Bích Lan thì sẽ hỗ trợ cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta về cái phương tiện vận chuyển để hỗ trợ đồng hành giảm bớt cái áp lực cho cái bộ phận y tế Group, để giảm bớt trường hợp mà không có xe vận chuyển cái F0 nó trở nặng. Ngay sau lễ bàn giao, các tài xế và phương tiện của Phương Trang đã lên đường nhận nhiệm vụ chở F0 từ nơi cách ly tạm về các điểm điều trị cách ly trên địa bàn thị xã cũng như các địa phương lân cận. Theo đại diện của Phương Trang Futa Busway tại Bà Rịa Vũng Tàu, trong nỗ lực chung tay cùng tỉnh chống dịch, hãng xe Phương Trang sẵn sàng hỗ trợ phương tiện và con người cho tất cả các địa phương trong tỉnh. Nhằm chia sẻ yêu thương đến đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ đã tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà đối với hộ gia đình anh Dương Thanh Ngọc và chị Dương Thị Sinh, người dân tộc Chơ Ra thuộc tổ 5 ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài. Gia đình anh Dương Thanh Ngọc và chị Dương Thị Sinh, sinh năm 1954, đang gặp rất nhiều khó khăn khi anh Ngọc bị tai biến phải nằm một chỗ 5 năm nay, còn chị Ngọc phải đi làm thuê làm mướn để nuôi chồng. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Ngọc và chị Sinh, Hội Phụ nữ xã Sông Xoài đã vận động các mạnh thường quân, cán bộ hội viên được gần 11 triệu đồng trao cho gia đình anh chị. Ngoài ra, hội còn trao một phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 20 kg gạo, một thùng mì gói và các nhu yếu phẩm để anh chị vơi bớt khó khăn. Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 2 thành phố, 5 huyện và 1 thị xã. Phú Mỹ là thị xã duy nhất hiện nay tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và nói đến Phú Mỹ là nói đến vị thế cảng biển không chỉ của Bà Rịa Vũng Tàu mà còn mang tầm quốc gia và quốc tế. Vị thế này được phát huy rõ nét trong 30 năm từ khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập. Giao thông thủy là một trong những lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội của Phú Mỹ. Nhờ hệ thống nhiều sông suối và kênh rạch, trong đó có dòng sông Thị Vải giữ vai trò trọng yếu trong vận tải hàng hóa qua hệ thống cảng biển. Sông Thị Vải có lưu vực trên 700 km vuông, đoạn chảy qua Phú Mỹ dài 32 km, chiều rộng khoảng 600 đến 800 m, độ sâu 15 đến 20 m, liên thông với 6 con sông nối liền hầu hết các tỉnh Nam Bộ. Đây là ưu thế vượt trội của Phú Mỹ để xây dựng, phát triển hệ thống cảng không chỉ ở tầm quốc gia mà cả quốc tế. Cảng Cái Mép Thị Vải là một cảng nước sâu, là cửa ngõ trung chuyển quốc tế của phía Nam Việt Nam. Cảng này có thể đón tàu lên tới 200.000 tấn đi thẳng qua Mỹ, châu Âu mà không cần trung chuyển bất cứ nơi nào. Do đó, phát huy cảng Cái Mép Thị Vải là một lợi thế so sánh, là một tiềm năng quan trọng của kinh tế Việt Nam. Chúng tôi đã thúc đẩy đầu tư hệ thống cảng biển 20 km này trong hơn 10 năm qua và đến nay đang phát huy hiệu quả ngày càng cao. Cho hạ giá thành vận chuyển, hạ giá thành logistics, mà như vậy thì nó sẽ làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với quốc tế. Lợi thế về vị trí, đặc thù địa hình cùng chủ trương đầu tư của chính phủ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cụm cảng nước sông Cái Mép Thị Vải ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu về khai thác cảng biển trong và ngoài nước như tập đoàn IBM của Đan Mạch, tập đoàn BSA của Singapore, tập đoàn SSA Marine của Mỹ, tập đoàn Shimadep của Việt Nam. Hiện tại, khu vực Cái Mép Thị Vải có 35 bến cảng, đã đưa vào khai thác 22 bến, trong đó có 7 cảng container với tổng công suất 6,8 triệu tiêu một năm. Trong hơn một thập kỷ phát triển của Cái Mép Thị Vải, thì Cái Mép Thị Vải đã trở thành cái cụm cảng số 2 ở Việt Nam về mặt sản lượng. Nhưng tầm quan trọng thì có lẽ là bậc nhất và đóng góp rất quan trọng cho việc phát triển của nền kinh tế trọng điểm phía Nam. Tại sao là như vậy? Vì Cái Mép Thị Vải là cảng nước sâu, tàu trọng tải lớn và đã kết nối với hai thị trường xuất khẩu quan trọng nhất Việt Nam là châu Âu và châu Mỹ. Thì đây là cái đóng góp của Cái Mép Thị Vải cho cái nền kinh tế trọng điểm phía Nam. Và cái việc phát triển 10 năm qua Cái Mép Thị Vải với tần suất các tàu mẹ ghé Cái Mép Thị Vải cũng như trở thành một trong 20 cảng thế giới đón được những tàu 214.000 tấn trọng tải đã trở thành một cái lợi thế cạnh tranh bậc nhất của Việt Nam so với các nước khu vực cũng như một lợi thế nổi bật của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các nhà đầu tư khi mà chuẩn bị đầu tư thì thường nghiên cứu rất kỹ thị trường và một trong điều kiện quan trọng để thực hiện đầu tư là cảng nước sâu. Câu hỏi của họ là có cảng nước sâu không? Tại sao là như vậy? Bởi vì cảng hoạt động cảng thì hàng hóa qua cảng chiếm đến hơn 80% thông qua cái nền kinh tế quốc gia. Thế thì cảng nước sâu sẽ tạo điều kiện cho những tàu lớn và cực lớn ra và vào. Thì điều này làm cho giảm cái chi phí vận tải biển và trực tiếp làm giảm cái chi phí logistics, chi phí giá thành cho hàng hóa của họ. Theo chúng tôi đánh giá thì chỉ có hai nơi có điều kiện tự nhiên tốt nhất cho cảng nước sâu. Và vị trí đầu tiên đấy là khu vực Cái Mép thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vị trí thứ hai là Lạch Huyện thuộc thành phố Hải Phòng. Hai nơi này đều là cả cửa ngõ quan trọng cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc. Giai đoạn 2009-2011,
năm bến cảng tại Cái Mép Thị Vải đưa vào khai thác với 16 tuyến vận tải trực tiếp đi châu Mỹ và châu Âu. Những tàu mẹ có sức chở 14.000 tiêu cập thành công vào khu vực Cái Mép đã chấm dứt sự phụ thuộc của hàng xuất nhập khẩu Việt Nam ở các cảng trung chuyển của Singapore, Hồng Kông, mà còn rút ngắn 1/3 thời gian làm hàng so với các cảng này với 16 ngày. Vị thế cụm cảng Cái Mép Thị Vải cũng ngày càng nâng tầm khi chính phủ quy hoạch thành cảng cửa ngõ quốc tế loại 1A, cảng trung chuyển quốc tế duy nhất ở Việt Nam có thể vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến châu Âu, châu Mỹ. Từ thời điểm khai thác, các cỡ tàu dưới 100.000 tấn ở giai đoạn năm 2000-2001, lần lượt các cỡ tàu 132.000 tấn, 160.000 tấn, 194.000 tấn và hiện nay là 214.000 tấn đã được khai thác tại Cái Mép Thị Vải. Một lần nữa, ngành hàng hải Việt Nam lại được ghi dấu ấn của mình trên bản đồ hàng hải thế giới. Cái Mép Thị Vải và đặc biệt là CMIT phát huy hết được cái thế mạnh của khu vực Cái Mép Thị Vải, thu hút các cái ăn tàu, không những tàu mẹ cả mà lại cả các cái tàu feeder để thu hút hàng hóa tại các nước để biến khu vực Cái Mép Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế. Kích cỡ những con tàu vào Cái Mép Thị Vải tăng dần, kéo theo sản lượng hàng hóa thông qua các cảng cũng tăng. Những năm 2008-2009, sản lượng hàng hóa thông qua Cái Mép Thị Vải chỉ vài chục nghìn tiêu, đến năm 2020 đạt 7,2 triệu tiêu. Năm 2021, các cảng nước sâu ở Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ mở thêm 7 tuyến dịch vụ mới, nâng tổng số tuyến tàu mẹ vào Cái Mép Thị Vải lên 31 tuyến, trở thành khu vực có tần suất tàu đi Mỹ cao nhất Đông Nam Á và mức cao ở châu Á. Sản lượng container thông qua các bến mỗi năm đều tăng trưởng từ 10 đến 26,4%. Hiện cụm cảng Cái Mép Thị Vải là một trong 21 khu cảng trên thế giới có thể đón tàu trên 200.000 tấn, sức chở 20.000 tiêu, với những chuyến tàu đi trực tiếp châu Âu và hai bờ nước Mỹ, là cụm cảng chính trên tuyến hàng hải đi châu Âu và nước Mỹ. Phú Mỹ có một nền tảng vững chắc để hướng đến tầm vóc thành phố công nghiệp và cảng biển vào năm 2025, cũng là hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch, khai thác hải sản của khu vực và cả nước. Một thương cảng quốc gia và quốc tế, dịch vụ cảng cũng đã khẳng định là động lực cho sự tăng trưởng thay thế vai trò ngành dầu khí đối với kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu. Điểm đến cuối cùng của chương trình Hòa nhập phát triển hôm nay là huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp sân bay Côn Đảo. Theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn 2021-2023, cần đầu tư nâng cấp hệ thống sân đường khu bay tại cảng hàng không Côn Đảo, đảm bảo khai thác hiệu quả chủng loại máy bay có C như A321 CEO, A321 NCO, A320 NEO, A319 hoặc tương đương, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng tại cảng hàng không Côn Đảo. Theo Cục Hàng không Việt Nam, cần nâng cấp mở rộng đường cất hạ cánh hiện hữu của sân bay Côn Đảo đạt 1.830 x 45 m, xây dựng 3 đường lăn nối và 1 đường lăn song song theo phương án quy hoạch bề rộng đường lăn 15 m, kết cấu đảm bảo khai thác chủng loại máy bay có C, xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị hạ cánh chính xác CAT-1 tại đầu 11 của đường cất hạ cánh, hệ thống đèn tiếp cận theo quy hoạch được duyệt. Tại khu vực sân đổ máy bay, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất xây dựng sân đổ máy bay với 8 vị trí theo quy hoạch được duyệt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 2.400 tỷ đồng bằng vốn ngân sách nhà nước. Nếu không có gì thay đổi, dự án sẽ được triển khai ngay từ cuối năm nay và hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2023. Quá trình triển khai sẽ phải dừng khai thác cảng hàng không Côn Đảo khoảng 8 đến 10 tháng. Thưa quý vị, phong trào tăng gia sản xuất được các đơn vị quân đội trên địa bàn huyện Côn Đảo duy trì xuyên suốt nhiều năm. Những vườn rau xanh tốt không chỉ là nguồn thực phẩm tươi sống chủ lực cho cán bộ chiến sĩ mà còn cung cấp cho nhân dân xung quanh. Đầu năm 2021 đến nay, Đại đội Pháo binh 9 đã 4 lần tặng rau xanh cho người dân trên đảo. Những bó rau sạch được trao tặng trong bối cảnh dịch bệnh càng có ý nghĩa, hỗ trợ thiết thực và thêm gắn kết tình quân dân lúc khó khăn.
được chăm sóc chu đáo nên các loại rau cải, mồng tơi, xà lách trong khu vườn gia tăng gần 900m2 của đại đội pháo binh 9 huyện Côn Đảo rất xanh tốt. Thu hoạch rau, cán bộ chiến sĩ đại đội gói ghém cẩn thận để tặng người dân xung quanh. Đây là lần thứ tư trong năm 2021, đại đội tổ chức thu hoạch rau tặng người dân. Địa bàn Côn Đảo chúng ta hiện nay là đang dịch bệnh nó đang xảy ra phức tạp nên đơn vị cũng sản xuất được rau nên đơn vị san sẻ cái một ít phần nào đó để giúp bà con nhân dân trên địa bàn có thêm một cái bữa ăn nó đầm ấm trong gia đình trong cái tình hình khó khăn hiện nay. Rau được đặt trước cổng doanh trại đơn vị với tấm bảng rau miễn phí và bất kỳ người dân nào ngang qua đều có thể cầm về. Biết rõ rau xanh của bộ đội là cây nhà lá vườn, sạch sẽ, an toàn nên nhiều người dân đảo tìm đến nhận. Đang dịch mà đang khó khăn mà được bó cải ăn cũng vui. Dạ, cảm ơn mấy chú bộ đội. Cảm thấy vui gì đó, góp được bữa ăn hàng ngày rồi có thêm rau xanh gì đó, đảo gì đó. Cảm ơn các anh bộ đội. Để nguồn rau sạch đến tay nhiều người dân, cán bộ chiến sĩ đại đội pháo binh 9 còn đăng tải thông tin lên mạng. Hình ảnh người lính chăm chút bên vườn rau và trao tặng thành quả cho nhân dân cũng lan tỏa tình quân dân kháng khích, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại đảo. Nguồn thực phẩm tươi sống ra đảo có hạn, cuộc sống người dân đảo cũng thêm khó khăn. Trong thời gian là tình hình dịch COVID, ai cũng khổ nên mình có gì mình đơn vị chia sẻ cho chúc cho người dân, dù không nhiều nhưng đủ san sẻ bữa ăn hạnh phúc với gia đình. Nên em cảm thấy rất là vui, tự hào về đơn vị của em. Giá trị vật chất mỗi bó rau của bộ đội không lớn, mà lớn ở ý nghĩa và tinh thần. Trong gian khó, người dân luôn có sự đồng hành của bộ đội Cụ Hồ từ những chuyện nhỏ nhất. Với phương thức trồng cuốn chiếu, hầu như mọi thời điểm, đại đội pháo binh 9 đều có cửa hàng rau xanh không đồng để hỗ trợ nhân dân để thêm gắn kết tình quân dân nơi hải đảo. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.